Ngọc ơi! Anh Tứ! Ngọc ơi! Lại đây với anh! Nhưng em sợ thầy ô em lắm! Đêm 30 tối trời, không có ai đâu! Lại đây với anh! Anh Tứ! Đợi em! Ngọc! Ngọc. Ôi, ở đây nhiều đông đóm quá. Mình cùng bắt đi em. Ngọc. Làng Đông và làng Tây không bao giờ hòa hợp. Áo phượng áo rồng phải đôi ngả phân ly. Trai gái hai làng chuyên đời thù hận. Không, con xin cha, con xin cha. Phượng em.
Phượng, em có lạnh lắm không? Chân đi trời con sông quê trải lụa nghỉ chân đi trời ngược bạc lung linh đôi mình soi bóng tha thiết ân tình nguyện mãi bên nhau trọn đời cho đến ngàn vì sau đi. Phượng em, Phượng ơi, gà đã gáy canh ba rồi. Anh Nam, về đi anh, mẹ em thường thất sắc. Phượng ơi, mình là người cõi dương, yêu nhau chân thành trong sáng, mà sao anh thấy giống người cõi âm quá? Hễ nghe tiếng gà là đã tính nhất chuyện chia ly. Phượng ơi, ngồi lại với nhau một lát nữa đi em. Anh Nam, tại sao con người lại có thể nuôi hận lâu dài đến thế? Chẳng lẽ hận thù lại mang tính di truyền? Đúng vậy. Hai chiếc áo đã tạo nên mối thù truyền kiếp của làng nghề. Chỉ cách nhau một ngọn núi mà người làng Đông và làng Tây gặp nhau không chào. Không được kết bạn, không được yêu nhau, không được lấy nhau. Khi quân xâm lược đến, chung chút hàng trăm tấn bom, hai làng nghề trở thành vùng trắng, vùng tự do oanh kích. Dân hai làng lánh nạn đến đây, dòng sông này lại trở thành nơi phân cách đình mình. Không, Phượng ơi, anh Nam, Phượng ơi, trăng trên trời, trăng dưới nước, tưởng hai mà một, dòng sông có ngăn cách chăng đâu. Ước gì đêm vẫn còn, trăng vẫn sáng. Em mặc chiếc áo theo chim phượng của làng Tây năm xưa. Còn anh mặc chiếc áo theo rồng của làng Đông năm ấy. Phượng em, cay đắng y lại hoa ngọt nghỉ ngào y bỏ khi xưa lệ trao. Dòng cuộn nà mình xanh vai bên phượng y dưới nắng đi hồng mì làn đi mây phượng đi múa rồng đi bay đi tình nồng thắm đi ơi nồng thắm có men đi say trắng
Em sẽ mặc áo phượng. Anh Nam phượng. Thì ra là thằng Nam nhà ông Tứ. Chúng mày đâu? Về gọi ông Tứ ra đây. Chúng mày ơi. Cái phượng nhà bà Ngọc. Thằng này về gọi bà Ngọc ra đây. Để xem bà Ngọc đâu. Thế là chúng mày lại tình tự ở đây. Thế chúng mày không sợ phạm vào lời nguyền à? Thằng Nam. Đây là mối thù truyền kiếp của hai làng. Người làng Tây chúng tôi được vua mời cũng là vì thần lực của đôi mắt chim phượng. Đây là bí kíp ngàn đời. Người làng Đông không bao giờ làm được. Này, đừng có mà tự phụ nhá. Cái làng Tây có theo được áo long bào không? Không theo mà là vua mời. Hay là chỉ vì tay nghề kém cỏi mà không được nhà vua chọn để đăng quang? Đúng rồi, không được nhà vua mời. Đúng là nỗi nhục. Làng Tây nhục. Thằng Nam đâu? Trời ơi, ông Tứ ơi. Ông ra mà xem con ông đang hẹn hò với con của kẻ thù kia. Lại còn hẹn ngày cưới mặc áo theo phượng. Trời ơi, bà Ngọc, bà dạy dỗ con thế nào mà đêm hôm nó hẹn hò với kẻ thù mà lại còn hứa là cho mặc áo theo rồng thế này? Trời ơi. Đứa con gái hư thân mất nết, mày định cho nó mặc áo theo rồng để làm gì? Thằng con bất hiếu bất nghĩa này, mày cho nó mặc áo theo phượng làm gì à? Con ơi, nhớ lấy hận cha ông ấy. Ấy chẳng quên ngàn đời giận dữ này nha. Cái mắt rồng ý xưa còn đời lúc nào bằng nước, bằng nỗi nhục của tay nghề. Về, hãy về mẫu ai cho con. Đi về. Mà lẽ nghe lúc đi nguyện thề nhớ lấy con ơi dầu rằng. Không đủ cho chín họ sẽ có ngày đền nợ trần ải. Con khôn biết đánh mẹ mày. Con yêu phượng thật mà cha. Thì không có yêu đương gì hết. Này, không có yêu đương gì hết nha. Nên nhớ, mối thù của làng Đông và làng Tây không bao giờ hòa hợp. Không bao giờ hòa hợp. Ông Tứ này, hai làng là không bao giờ hòa giải nhá. Thằng Nam, đi về. Đi về.
đỡ bà chứ làm gì? Thèm à? Này, bà đi đâu đấy? Tôi đi về nhà tôi. Nhà bà đằng này. Nhầm. Ngọc. Sợ dân làng tôi à? Tôi việc gì phải sợ? Dám ở lại không? Sao tôi lại không dám nào? Thì tôi ở lại đấy. Ngồi xuống. Ừ thì ngồi. Ông làm gì? Ai làm gì bà? Nghĩ mà dặn cho cái lũ nhỏ. Nhưng mà cũng phải cảm ơn chúng nó. Vì có dân làng rình rập bắt quả tang hai đứa nó tình tự với nhau. Thì cha mẹ chúng nó mới được nhìn nhau tận mặt. Mới được ngồi nói chuyện với nhau. Hồi ấy tôi đeo đuổi bà hơn một năm rồi. Bà mới cười với tôi một cái. Ông mà cứ nói đến chuyện đấy là tôi đi về đấy. Ê kìa, bà Ngọc. Cái tay. Thế tay bà sao rồi? Thế còn tay ông? Cũng đỡ nhiều rồi. Hồi ấy tôi với bà yêu nhau nhưng chỉ dám hẹn nhau vào đêm 30 tối trời ở lưng chừng núi. Tôi với bà là hai đứa trẻ nhỏ cùng nhau đi bắt đom đóm bỏ vào khăn. Từ hai chân núi hai đứa lần dò đi lên nhờ anh đom đóm soi đường. Tình yêu của chúng ta chập chờn lung linh huyền ảo khi hai bọc đom đóm chạm vào nhau. Bỗng nhiên cây gậy đổ sập xuống đập vào cánh tay chúng ta, đom đóm ra khỏi khăn bay chấp chờn. Tôi yêu bà mới chỉ có nắm tay thôi mà cánh tay tôi đã bị cha đánh gãy. Còn cánh tay tôi kẻ như tàn phế, không còn cầm kim theo được nữa, phải chuyển cầm kim sang tay bên kia và hết sức truyền nghề cho con gái. Đấy, ngày xưa tôi với bà yêu nhau mới chỉ nắm tay thôi mà cánh tay tôi đã bị hành hạ như vậy. Còn cái lũ nhỏ nó ngồi với nhau sát sàn sạt thì phải bị trừng trị như thế nào? Bỏ qua thù hận của hai làng nghề thì tôi muốn lắm. Nhưng cứ nhìn mắt ông cố nội tôi rực đỏ như lửa thì tôi không thể. Con thuyền nhỏ lênh đênh nào dám đâu ý ngược ý dòng, ngược dòng trôi. Tôi hỏi sông ơi nào biết chăng khúc quặn lòng mê đau. Mới tỏ lòng sông sâu bao thác đổ mới nên nước cả. Lòng sông sâu có tình duyên ngang trái mới biết lòng đau vẫn nặng tình. Ông không dám xóa bỏ hận thù để đến với tôi. Tôi đã bị cả dòng họ xua đuổi, xóm làng xa lánh vì yêu ông. Kìa bà Ngọc. Chỉ có chồng tôi là chăm sóc, yêu thương. Trăm năm mi chọn đạo luân.
Thế đấy, chuyện vợ chồng, chuyện tình yêu là hai chuyện khác nhau. Rồi hồi đấy tôi cũng lấy vợ, sinh ra thằng Nam. Người ta lấy chồng, sinh ra con gái. Tôi biết người ta vẫn còn yêu tôi, chứ đâu có yêu chồng. Này, ông đừng có mà bụng ta suy ra bụng người. Tôi là tôi rất yêu thương cha con Phượng. Ông ấy đã tìm thầy tìm thuốc, chữa trị cánh tay cho tôi. Còn ông nói là ông yêu tôi. Thế ông đã làm gì được cho tôi? Hay ông không dám xóa bỏ hận thù để đến với tôi? Ông đúng là đồ hèn. Bà lại dám nói tôi là đồ hèn à? Đã thế nhá, tôi cũng nói luôn nhá. Hôm nay gặp bà ở đây, tôi có nhắc lại chuyện cũ. Bà cũng đừng tưởng là tôi yêu bà say đắm nhá. Tôi vẫn giữ là lời nguyền của hai làng nghề. Con cái cháu chắt là không bao giờ đến được với nhau. Thằng Nam, tôi sẽ hỏi con Thanh cho nó. Nhà con Thanh nó thế lực, giàu có, chứ không phải như gia đình nhà bà nhá. À, thì ra ông là kẻ hám tiền à? À, ông cưới vợ cho con chẳng qua ấy là để giữ mối làm ăn, chứ người như ông á, ai người ta thèm quan hệ. Ông đúng là cái đồ hám của. Này, bà lăng mạ tôi, bà xúc xỉm tôi để cho con Thanh nó bỏ thằng Nam nhà tôi, để con Phượng nhà bà lấy thằng Nam nhà tôi gì? Úi giời ơi, này, thế con Phượng nhà bà hết chỗ lấy chồng sao mà cứ bám thế thằng Nam nhà tôi hả? Này, tôi nói cho ông biết nhá, con Phượng nhà tôi á, nó cũng không thèm lấy thằng Nam nhà ông nhá, mà con cháu chắc chút chít nhà tôi ngàn đời sau hẳn kiếp sau nó cũng không thèm lấy con cháu chắc chút chít nhà ông nhá. Ông đúng là cái đồ ham của. Càng tốt. Đồ tham tiền. Đấy. Ông đúng là cái đồ hèn. Này, tôi nói cho bà biết nhá, không bao giờ tôi cho chúng nó đến được với nhau. Mối thù làng Đông làng Tây không bao giờ xóa bỏ. Tôi sẽ giữ mãi lời nguyền của ông cố nội tôi. Dạ thưa cha, cha đã từng khổ vì yêu, đã từng là nạn nhân của hận thù chuyển kiếp. Chẳng lẽ đến bây giờ cha cũng bắt con phải học theo điều phi lý đó? Im ngay. Gia pháp là để gìn giữ gia đạo, tại sao lại gọi là phi lý? Thưa cha, gia pháp gia đạo thì cũng phải biết theo thời cuộc, cũng phải biết tức thời thưa cha. Mày tưởng tao mù quáng chắc? Tao không thức thời, tao không thay đổi thì làm sao có được cơ ngơi như ngày hôm nay? Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao à? Mày chỉ biết hỏi tại sao, tại sao? Con cái thì hạch sách cha đủ chuyện. Mày hãy đợi đấy, rồi sẽ biết tại sao. Mở ra rồi sẽ biết tại sao. Thưa cha. Mở ra đi. Thưa cha. Ông cố nội mày đã thổ huyết trước khi chết. Ông đã xé vạt áo, lấy máu, viết bốn chữ: hãy nhớ thù này. Cha đã phải từ giã làng nghề, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình để đến được nơi đây. Nhưng miếng vải của ông cố nội con, cha vẫn giữ như kỷ vật thiêng liêng. Lời nguyền xưa còn đó mãi không quên, thề hai họ hai làng tuyệt giao mãi mãi. Dạ, nhưng thưa cha, nhưng con yêu Phượng, con sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu. Mày nói sao? Mày sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu? Vâng thưa cha. Trời ơi, mày giỏi lắm.
chỉnh lạy tiên tổ. Gia pháp của tổ tiên để lại chỉ giữ được đến đời con. Nhưng con của con đã đang tâm phá bỏ, con xin tha tội. Lời nguyện xưa cha ông truyền lại, nay kẻ hậu sinh toan phản bội tiền nhân, say tình nó đã cam tâm, vượt qua thù hận để cầu thân với người. Cha, cha ơi, con xin cha, con yêu Phượng thật mà cha. Trước đây ông nội đã đánh gãy tay cha, còn bây giờ con hãy cầm con dao này chặt đứt cánh tay cha, rồi mày bỏ con Thanh mà theo con Phượng. Cha, cha ơi, con xin cha, con xin cha mà. Cha ơi, lời nguyện xưa cha ông để lại muốn truyền đời con cháu phải theo. Đời cha từng cay đắng bao nhiêu, sao còn nỡ chia lìa con trẻ. Trước đây cha không dám cưỡng lại ông nội con, nhưng đến bây giờ con đã nói rằng vì tình yêu con sẽ làm tất cả. Vậy thì con hãy làm đi. Chặt đứt cánh tay cha là con đã bước qua mối thù truyền kiếp để đến với tình yêu. Cha, con đã dám làm cái điều mà cha không dám. Vậy thì hãy làm đi. Hãy làm đi. Cha, cha ơi, con xin cha. Con xin cha mà. Con không thể. Con không thể. Vậy thì con hãy nghe đây. Nếu con cố tình bỏ con Thanh mà lấy con Phượng thì đừng trách cha. Cha, cha. Lời nguyện xưa cha ông để lại toàn những điều chua chát đắng cay. Mình đã có lời nguyện ước, anh mặc áo rồng, em mặc áo phượng trong lễ rước dâu. Nhưng giờ đây, điều mơ ước đó đã tan thành mây khói. Cũng chỉ vì lời nguyện rồng bay phượng múa. Chúng mình, anh sẽ mặc áo rồng. Còn em,
em sẽ mặc áo phượng. Mình sẽ làm đám cưới ở cung trăng. Mặt nước dịu ý dàng, kia lấp lánh ánh trăng, gió mới đêm thanh. Một lời dịu mọt mình này mình ơi 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 mình, ta mong cho vẹn tình đôi lứa thiết như tha, dẫu có phong ba dù trời đổ sập nắng mưa, không còn hòa cha ông mang hận ta vẫn vẹn sắt son, sắt son cùng niềm thương. Anh không vượt qua khỏi lời nguyền. Anh không vượt qua khỏi lời nguyền. Lời thầy dạy, học nghề phải cho tinh cho thục, theo rồng theo phượng, theo lá theo hoa. Từng đường tuy mỗi chỉ sợi tơ, đều gửi gắm tâm tình người thơ. Khéo tay em theo ý tưởng, lại lên một niềm nay tôn ý kính yêu ý thương ý đẹp mi đường kim mũi chi ơi theo ý, theo lời dạy tay ý lại thêm ý sinh ơi ý.
sắc y sắc chỉ theo y càng y đẹp đẹp hoa tươi sắc y thắm tình y ai ơi như như muôn gửi nỗi niềm trao thương gửi nhớ đi. Dạ thưa thầy, từ khi em theo học nghề của thầy, em như người bị thôi miên, luôn chìm đắm trong thế giới tài hoa của thầy, khung vải theo với thầy như có linh hồn. Khi căng vải ra, bàn tay thầy vuốt ve âu yếm. Một hạt bụi còn trên vải, thầy nhẹ nhàng thổi, làm như sợ vải bị đau. Đường kim đầu tiên theo vài vải, thầy luôn trông chờ cẩn trọng. Và khi thầy theo, mắt xuất thần, bàn tay thanh thoát như rồng bay phượng múa. Rồng bay phượng múa, đó là tình yêu đẹp nhất đời thầy. Người ấy có những đường thêu tinh xảo, thổi hồn vào bức tranh thêu một cách lạ kỳ. Thật diễm phúc cho người phụ nữ nào được hòa hợp với tâm hồn của thầy. Ngân, trong nghệ thuật thêu, sự đồng điệu giữa người thêu và đường kim mũi chỉ là điều hết sức quan trọng. Dạ, em được thầy truyền dạy nghề, lại được thầy tâm huyết chỉ bảo là em đã mãn nguyện lắm rồi. Ngẩn em, thầy thấy nghề thêu này nhiều gian nan vất vả. Thầy sợ em cứ đắm đuối với nghề, rồi sau này sẽ khổ. Dạ, em chịu đựng được mà. Chịu đựng được gì? Kìa, Thanh. Anh đúng là một nghệ nhân tài hoa, nên ở đây nói những điều huyễn hoặc và lãng mạn nhỉ. Dạ, em chào chị ạ. Còn cô, hãy sống sao cho đúng là học trò, đừng có làm chuyện gì mờ ám. Kìa, Thanh. Ngân, em hãy vào trong để thầy nói chuyện với Thanh. Dạ. Thanh, em... Liệu anh và cô ta có được trong sang? Em... Cứ mắt mì sáng đi lòng lành, cứ chuyển dậy theo y tranh y nghi. Thanh, hôm nay em đến tìm anh, muốn nói chuyện gì? Anh chuẩn bị đi, giấy tờ bảo lãnh cũng sắp xong rồi. Thế bao giờ chính thức sang bên đó? Cũng chẳng còn lâu nữa. Thanh, anh không muốn sang bên đó. Còn nghề theo này, bỏ mặc đó sao? Nghề theo, anh lúc nào cũng nghề theo, liệu có sống nổi được không? Cái thế giới này nếu không có tiền, không bươn chải làm ăn thì còn mà chết đói. Còn tôi lặn lội ngày đêm, chờ hàng của cha tôi gửi về từng tháng, tìm nơi giá cao để bán, kiếm chút tiền nuôi chồng nuôi con. Tôi phải lo cho các con, lo cho cái thế giới bao tử. Còn anh, đứng đây nói về thế giới tâm hồn. Em sẽ chẳng bao giờ có được điều đó, vì em không phải là người làm nghề, không phải là người giữ nghệ thuật truyền thống thêu của cha ông ta để lại. Nhưng anh biết đấy, dù sao tôi phải lo cuộc sống cho cả nhà. Còn thời gian đâu tôi tìm hiểu về thế giới tâm hồn của anh. Vâng, anh là một nghệ nhân tài hoa, sống có hương vị riêng, có ánh sáng lung linh huyễn hoặc. Nhưng dù sao, anh vẫn phải sang bên đó, vì thằng Hùng, con trai anh. Kìa, Thanh! Kìa thầy định ra đi thật sao? Thầy cũng không còn cách nào khác. Vậy còn nghề thêu? Nghề thêu? Ngân, rồi đây
hai thầy trò ta sẽ hai phương trời cách biệt. Ở lại cùng em, ở lại cùng em sẽ là kỹ xảo của nghề thêu. Thầy ra đi nhưng ẩn tình ở lại, những đường theo, những đường theo mang bóng dáng của thầy. Dù năm tháng muôn chung mì xa cách, vẫn đi vẫn trong y hoài, dù chưa biết đến khi nào y người về trong chiến. Trọn đời nghe tổ giữ gìn đã nguyện một đi lòng, trọn đời nghe tổ giữ gìn, dẫu thương trường nhiều thay đổi, phải bền chí tâm, giữ y nghề cha ông, sắc thắm mi hoa thêm tươi, tô đẹp đi tình đời, cho cuộc đời luôn thắm tươi. Ơi Ngân, em hãy lại đây. Dạ. Ngẩn em, kỹ thuật thêu tay em phải nhẹ nhàng tỉ mỉ. Nghệ thuật tạo hình với con mắt của mình, em phải biết sáng tạo tinh anh. Các phương thức thêu trăng trợt, bỏ hạt, đan xu, em đều phải luyện rèn thật kỹ. Ngân, trước khi ra nước ngoài, thầy sẽ truyền dạy cho em tất cả những kỹ xảo của nghề thêu để em giữ lấy. Hơn 20 năm kể từ ngày anh cứu em trong tuyệt vọng, anh đã cho em niềm tin vào cuộc sống. Hôm chúng mình làm đám cưới, em đã xin phép anh được mặc áo chim phượng. Anh đã bằng lòng và trân trọng lời đề nghị của em. Nhưng cuộc đời thật là khắc nghiệt, không cho chúng ta mãi ở bên nhau. Khi vết thương chiến tranh đã đưa anh về với đất mẹ, trước lúc lâm chung, anh muốn em mở lại xưởng thêu, giữ gìn nghề tổ. Nay các con đã khôn lớn, nghề thêu cũng được phát triển theo đúng tâm nguyện của anh. Còn em sẽ gửi cả tâm hồn mình vào những bức tranh thêu. Quê hương tươi màu sáng đẹp mê, tranh nghi theo ý mới khắp chốn tình.
xem. Dạ. Đây là bức đẹp nhất trong các bức thêu của chị em ở làng nghề. Dạ, cô quá khen ạ. Con vẫn luôn nhớ tới bức thêu cô được tặng. Đã hơn 30 năm rồi mà chị Phượng vẫn như còn sống. Dạ thưa cô, người thêu là ai vậy? Người thêu là một nghệ nhân. Có phải vì bức thêu này mà cô lập ra làng nghề và chọn chúng con để dạy? Sao con nghĩ vậy? Dạ thưa cô, vì cô tên Phượng mà nghệ nhân ấy lại thêu chim Phượng tặng cô. Hai người trước đây có lẽ lứa đôi son sắt nguyện thề, say nhau cũng bởi say nghề mà nên. Làm sao ngang trái nhân duyên, buồn thương chịu nặng cánh chim Phượng Hoàng. Có phải thế không cô? Sau cú sốc tình cảm đó, cô đã gặp được bố của Hoàng. Ông ấy đã chăm sóc cô, đã cho cô một tình yêu bao dung độ lượng. Nhưng sau khi sinh Hoàng và em Tiên, vết thương chiến tranh đã hành hạ ông ấy. Và ông ấy đã ra đi mãi mãi, để lại cho cô bao sự cô đơn, trống trải giữa cuộc đời. Cô ơi, con xin lỗi cô đã gợi lại chuyện cũ để cô buồn ạ. Con không có lỗi. Bức thêu của con rất đẹp nhưng chưa có sự tinh tế và cái hồn trong đó. Dạ. Chỉ còn cặp mắt chim Phượng mà cả tuần con thêu không xong. Cô không ngờ con lại lơ đãng như vậy. Thưa cô, con đang rất tập trung. Tập trung mà cả tuần chưa xong. Nhưng chim Phượng không có mắt. Sao lại không có mắt? Vì Phượng là một loài chim quý giá sánh ngang với rồng. Mắt Phượng tinh đời mà nhân hậu, uy lực mà bao dung, định thần trong cảm xúc. Đó là đôi mắt do khí thiêng trời đất hình thành. Người phải có thần khí đạt mức tinh anh mới bắt gặp. Lan, con học theo ở đây đã lâu, nhưng cô chưa thấy con nói chuyện về gia đình con. Thế cha mẹ con làm nghề gì? Dạ thưa cô, bấy lâu nay con được học ở đây, nhưng mẹ con vẫn chưa sang để gặp cô được. À, con đã nói với mẹ, hôm nay mẹ con sẽ đến đây để cảm ơn cô bao ngày dạy dỗ. Thế còn cha con? Cha con ư? Con chưa bao giờ được thấy mặt cha. À, cô ơi, đêm vừa rồi con không ngủ được, con ra vườn ngắm trăng. Cô ơi, cô có biết không, điều kỳ diệu đã đến. Trời ý đất giao ý hòa, nghe ý như trời đất thì cô đã hiểu
vì sao cả tuần con theo không xong đôi mắt chim phượng? Dạ thưa cô, giờ thì con đã biết bức theo mà nghệ nhân tặng cô hơn 30 năm về trước nó tuyệt diệu đến thế nào. Lần đó cô dẫn con vào phòng riêng, thắp cây đèn cầy và cho con xem bức thêu. Con vô cùng kinh ngạc. Không phải là đôi mắt chỉ được tưởng tượng qua giọt sương trăng, mà là đôi mắt thật sống động của một con người. Đôi mắt chim phượng trong bức thêu, đôi mắt chim phượng trong bức thêu chính là đôi mắt của cô. Lan, con giỏi lắm. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Kìa, có chuyện gì mà mẹ và em? Không có chuyện gì đâu con. Chồng con có vẻ hào hứng quá. Mẹ ơi, con bảo con đã gặp anh bồ và bố của anh bồ rồi mẹ nhé. Sao lại gọi là anh bồ? Mà bố của anh bồ là thế nào? Con nói gì? Mẹ không hiểu. Là người yêu của em gái, nhưng lại nhiều tuổi hơn con, nên con gọi là anh bồ. Còn bố của anh bồ là bố chồng tương lai của cái tiên đấy mẹ. Dạ vậy. Thế cậu đó lớn tuổi lắm mà. Tên gì? Tên gì hả anh? Tên là Hùng. Hơn 30 tuổi. Đẹp trai. Phong độ. Lại là Việt kiều nữa nhá. Xem ra đôi này quấn quýt nhau lắm. À mẹ ơi, hôm nay bố của Hùng cũng đến chơi đấy mẹ. Thế hả con? Mà gớm. Hai đứa nó có gắn bó bằng con với cái Lan không? À, con với Lan á? Mẹ! Mẹ xem con với Lan có đẹp đôi không? Chắc ít cãi nhau hơn con với anh Hoàng cô ạ. À. Cãi nhau á? À, là do em. Là do anh đó. Do em. Thôi, thôi, thôi. Do em. Hai đứa không cãi nhau nữa. Hoàng này. Dạ. Cái tiên có nói khi nào nó về làng nghề không con? Cái tiên nó bảo con phải giữ bí mật. Nhưng mẹ biết tính con rồi, con chả giữ được cái gì hết. Như vậy là mẹ đã biết điều bí mật đó rồi. Mẹ biết rồi á? Cả em cũng biết. Cả em cũng biết. Biết thế nào? Nói anh xem. Này em bảo, Có phải tiên sẽ đưa người yêu về làng nghề để ra mắt không? Đúng, nhưng chưa đủ. Hai người sẽ xin phép cô tiến tới việc đính hôn, Rồi làm đám cưới. Ban đầu cái tiên nó tính như vậy, nhưng anh bảo cứ phải từ từ, vì mẹ đã biết người ta như thế nào đâu mà cưới với hỏi. Cũng như con với Lan đây, nếu chưa có nghề nghiệp đàng hoàng thì mẹ vẫn treo việc cưới hỏi như trăng treo trên trời. Anh này. À, mẹ ơi, anh bồ của cái tiên, anh ấy định mở cửa hàng thêu đấy mẹ. Thế à? Mà cũng rất lạ. Anh ấy bình phẩm các bức thêu rất nhà nghề. Em tiên cảm phục anh ta lắm. Anh ấy còn định mời mẹ sang bên đấy đấy. Mẹ có tướng xuất ngoại rồi. Có khi con với Lan đây lại được bám càng theo mẹ cũng lên. Anh này, em không ham xuất ngoại. Em chỉ cần ở đây học một mình cô cũng mất cả đời người. Chuyện mẹ của anh á, mẹ của anh là nhất. Thôi, anh cứ mơ mộng hão huyền. Chuyện sờ trước mắt không lo, lại tính chuyện xuất ngoại. À, mà Hoàng này. Dạ. Con phải lo cho sự nghiệp. Công việc chưa có, chỉ làm khổ vợ con sau này. Vâng. Lan. Dạ. Con đã xem bức thêu của nó chưa? Cô ơi, con xem rồi ạ. Bức thêu con chim phượng không có mắt. Lan. Em trêu anh phải không? Không anh Hoàng. Lan. Thì anh Hoàng. Thôi. Gớm chóng hết cả mặt. Mà Hoàng này. Dạ. Mẹ đã nhắc nhiều lần, con phải suy nghĩ kỹ trước khi nói và làm. Vâng. Thôi, hai đứa ở đây nói chuyện. Mẹ vào nhà trong chuẩn bị còn đón khách. Dạ. Dạ. Anh lại làm cho cô buồn rồi đấy. Chuyện nghề không nghĩ, lại cứ nghĩ đến chuyện viển vông. Anh xem lại bức thêu của mình đi, cô không buồn sao được. Lan, anh thấy khó nhất là thêu đôi mắt. Anh không thể nào có được đôi mắt giọt sương trăng của em.
Lan ơi. Anh còn nhớ hôm em ngồi mải mê suy nghĩ, không biết anh đang đứng đằng sau lưng, trước mắt em là khung cười theo hình con sim phượng, tay em cầm kim nhưng không theo vào đó mà lại vẽ xuôi ngược trong khoảng không. Anh cứ ngỡ em là ý anh là em khùng phải không? Không, dáng em ngồi, mắt em nhìn, tay em múa giống hệt bức tranh theo cô gái in trên bầu trời. Anh Hoàng, anh lãng mạn quá. Có lẽ nhờ chút lãng mạn đó mà em đã ghé mắt đến anh. Có mà, dụ dỗ người ta thì có. Lan, Lan, em còn nhớ không? Lần đầu tiên anh gặp em, anh định hỏi nhưng không dám. Đúng lúc đó em quay lại, anh vội hỏi: cô em có biết anh là ai không? Em trả lời: Tại sao em lại phải biết? Cô em chắc ít tuổi hơn tôi. Cứ xưng hô là em cho tiện, để khỏi phải thay đổi sau này. Anh tên Hoàng. Chính vì vậy mà anh đã nghe lén được câu chuyện đôi mắt giọt sương trăng. Anh thấy sao? Ôi, trí tưởng tượng của em hay quá. Cây kiểng biết bay là có giọt sương, chính là đôi mắt. Anh không tin lời em nói nên mới nói cái giọng điệu đó. Lan, 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 hãy cho anh nhìn vào mắt em xem có giọt sương nào trong đó. Lan ơi, đôi mắt long lanh trên mặt cười, sương mai sao động. Ơi, bóng trăng soi dài, ánh mắt trao duyên sáng ngời. Giây phút thiêng liêng, dòng bay phượng múa mãi bên nhau, hạnh phúc không xa. Kìa, hai người vào sao không gõ cửa? Anh Hoàng, nếu anh chị còn ngại thì chúng em xin biểu diễn một pha thật nồng cháy để cho anh chị xem. Hay là đây một đôi chúng ta khiêu khích như là khiêu vũ. Thôi, tôi xin hai người. À, anh Hoàng, chị Lan, mẹ đâu ạ? Mẹ đang ở trong nhà. Mẹ ơi, con gái của mẹ đã về. Ôi, Tiên. Mẹ. Mẹ. Gớm, con gái con đứa chưa thấy người đã thấy tiếng. Mẹ đứng yên ở đây, nghe con giới thiệu quảng cáo xong mới được quay lại. Mẹ ơi, anh ấy yêu con tha thiết, lại làm kinh doanh chế xuất, và điều tuyệt vời nhất đó chính là anh ấy về đây để phục dựng làng nghề đấy mẹ ạ. Đấy hả con? Mẹ, con xin tự giới thiệu, đây là anh Hùng, người yêu của con. Dạ, cháu chào cô ạ. Chào cháu. Mẹ. À, thế gia đình cháu sang ấy lâu chưa? Dạ, thưa cô, cũng lâu rồi ạ. Ông cháu sang bên ấy, ổn định rồi, đoàn tụ gia đình ạ. Cháu yêu con gái cô, thế có yêu làng nghề dạ, không? Cháu yêu, yêu chứ ạ. Vì sao? Dạ thưa cô, tuy cháu sống bên nước ngoài từ nhỏ, nhưng cha luôn dạy chúng cháu phải biết kính yêu và gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc. Ngày hôm nay được trở về quê hương, được ăn mặc như các bạn trong làng nghề, cháu thấy rất vui. Cô ơi, vì cha cháu cũng là một nghệ nhân theo,
Nhưng có điều cháu không hiểu là trong phòng của cha không treo một bức tranh nào do ông thêu, mà lại treo một chiếc áo thêu rồng do ai đó tặng. Cô ơi, lần này về nước, cha cháu cũng muốn tới thăm cô và muốn thưa với cô về chuyện của Tiên và cháu. Đúng đấy mẹ ạ. Dạ, dạ, chúng cháu chào bác ạ. Bố, Hùng con. Con mời bố ạ. Dạ, xin được chào bà. Mẹ, không thiếu chốn thiếu nơi, chớ trêu thay tài trời, thù hận cũ còn chưa vơi, sao trời lại gieo oan trái. Kìa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Tiền Hoàng, không được rồi các con ơi. Bố của Hùng là người làng xứ Đông, có mối thù truyền kiếp với làng ta. Kìa, mẹ. Thì ra ông là người làng nghề xứ Đông. Chính ông đã phản bội mẹ tôi. Hôm nay tôi phải... Kìa, anh Hoàng. Em xin anh Hoàng. Không cưới xin, không làm ăn gì hết. Dẹp hết. Kìa, anh Hoàng. Nhưng anh Hùng đâu có tội. Vậy ngày xưa mẹ có tội gì? Hả? Mày còn yêu nó lắm phải không? Mày còn ôm mộng theo hoa diệt gấm với nó phải không? Mù quáng. Anh Hoàng, mẹ cũng đã từng mù quáng. Nếu không được tái sinh nhờ sự cao thượng của cha con. Nói như vậy có nghĩa là mẹ cũng tán thành hay sao? Mẹ đâu có nói tán thành. Mẹ chỉ mong con thông cảm cho em con. Thông việc không biết coi như không có. Như vậy là đã thông cảm rồi. Tiên, kể từ hôm nay, thằng Hùng sẽ vĩnh viễn biến khỏi trái tim mày. Còn ông đã phản bội mẹ tôi để đi theo một người đàn bà khác. Giờ ông đã thỏa mãn chưa? Ông đã thỏa mãn chưa? Phượng, bảo Phượng, bà hãy thứ lỗi cho tôi. Hơn 20 năm qua, tôi đã sống trong sự cô đơn và dằn vặt. Thôi, các người hãy đi, để cho gia đình tôi được yên. Không, không ai có quyền chia cắt em và anh Hùng được. Anh Hùng, Tiên. Anh Hùng. Tiên, buông nó ra. Không. Không, anh Hùng! Buông ra! Đừng làm ngang nói ngược, chớ có nghĩ thương nhau là được. Cũng là quân nghị hỗn xược, không biết đến già không là anh Hoàng chi. Anh Hoàng! Đã có oan khiến thần thù truyền đi kiếp này à? Phải dứt đường tơ vương anh đời cháu chắc vẫn tuần nào phải mỗi đứa một hai. Anh Hoàng, còn mày, nếu không muốn tao giết thì mày hãy cút đi. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy giúp con. Anh Hoàng, anh Bác Nam, anh Hùng, cháu xin bác và anh hãy ở lại. Lan, đây là chuyện gia đình nhà anh. Em tham gia vào làm gì? Anh Hoàng, em yêu anh. Tương lai em là người của gia đình. Chị Lan,
không phải tương lai mà ngay bây giờ, chị là người của gia đình. Chị Lan ơi, em xin chị hãy nghĩ cách giữ Bắc Nam và anh Hùng ở lại. Chúng em yêu nhau thật mà. Chị Lan, nếu ai chia cắt chị và anh Hoàng thì chị sẽ nghĩ sao? Tiên, tao với Lan khác xa mày với nó, hết người yêu rồi hay sao mà mày lại chọn con của kẻ thù truyền kiếp để yêu? Anh Hoàng, em xin anh đừng bắt họ phải xa thôi, nhau. Thôi, tôi không muốn nghe gì nữa. Anh Hoàng, chào mọi người. Mẹ Lan, mẹ ơi. Lan con, Lan, có chuyện gì vậy con? Ngần, Ngần đó phải không? Thầy Nam. Ngần. Thầy Nam. Sao em lại ở đây? Lan, đi về thôi con. Kêu mẹ có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ ơi, đi về thôi con. Có chuyện gì? Mẹ hãy nói đi. Ngần, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy mẹ? Lan. Ngần, có chuyện gì em cứ nói cho thầy được biết. Thầy Nam, hôm thầy đi, thầy đã truyền lại tất cả những bí kíp của nghề theo cho em. Và cũng chính hôm đó, Ngần, sao em không nói cho thầy được biết? Thầy Nam, em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình thầy. Và điều đó là em tự nguyện. Lan, mẹ xin lỗi con. Vì bấy lâu nay mẹ đã giấu con sự thật. Thầy Nam đây chính là cha đẻ của con. Bác Nam là cha con nữa. Không, Bác Nam là cha con nữa. Lan con. Con hãy thứ lỗi cho cha. Cha ơi, khi được cô cho xem bức thêu chim phượng, con đã có linh cảm rằng
vị nghệ nhân trao tặng cho cô có một mối liên hệ đặc biệt với con. Trời ơi! Trời ơi! Lan là em gái tôi sao? Cha ơi! Lan là em gái con sao? Anh Hùng! Lan! Anh Hùng! Lan! Trời ơi! Tôi không tin! Tôi không tin đây là sự thật! Anh Hoàng! Nhưng đó lại là sự thật! Người mà anh coi là kẻ thù lại là cha và anh trai em. Mẹ lập ra làng nghề, ước mong được thủy chung tròn vẹn với nghề. Cuộc đời có thể đẩy mỗi con người từ núi đến sông, từ sông ra biển, nhưng không thể đẩy niềm đam mê nghề nghiệp ra khỏi mỗi người. Mẹ không ngờ làng nghề đã đưa các con các cháu về đây, mà tình yêu thù hận thuở nào vẫn còn nguyên đó. Anh Hoàng, anh có đuổi chị Lan như đã đuổi anh Hùng không? Cô ơi, con xin đổi ơn cô bao năm qua đã dạy dỗ con. Anh Hoàng ơi, sau này dù có thế nào em cũng sẽ nhớ anh mãi mãi. Lan. Anh Hoàng, bấy lâu sông nghi cạn đã hy mòn, lời nguyện xưa chưa dài, người con biết đi ly ơi gian giả. Sang đây để cảm ơn chị vì đã dạy dỗ cháu Lan. Thật không ngờ vì lời nguyền của làng Đông và làng Tây lại đưa chúng ta đến hoàn cảnh éo le thế này. Bây giờ biết được sự thật, mẹ con em không dám làm phiền chị nữa. Mặc dù từ rất lâu em đã muốn sang để cảm ơn chị. Ngân, ở trong hoàn cảnh này, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Chính vì vậy, mẹ con em không dám lợi dụng tình cảm của chị, không muốn gây thêm nỗi đau, sự trái ngang cho chị. Sao cô lại nói vậy? Còn tình cảm của thằng Hoàng và Cái Lan, chúng nó sẽ ra sao? Lan, mẹ! Cô ơi! Con xin đội ơn cô bao năm qua đã dạy dỗ con. Nhưng ở lại đây, con không thể nào nhìn mặt bạn bè trong làng nghề. Cô ơi con! Con chào cô! Chị Lan! Anh Hoàng! Anh phải nói gì đấy chứ? Anh phải giữ chị Lan ở lại! Hay là anh đã chót nói không bao giờ chấp nhận tình yêu với con của kẻ thù, nên bây giờ anh nghẹn lời. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy giữ chị Lan ở lại. Mẹ! Trời ơi! Phượng múa rồng bay, tài hoa ganh ghét. Rồng khoe sắc, phượng khoe mình đẹp, lộc
vua ban, lộc vua ban thành oan nặng thù sâu. Các con ơi, mẹ nói nghĩ cay đắng từ đời cha đời mẹ ấy, truyền cho con nghĩ càng chua. Không tin đây là sự thật. Con không tin. Con không tin. Trời ơi, cay nghiệt, oan nghiệt, oan nghiệt. Mẹ ơi, sao số phận con lại ngang trái thế này? Giờ con biết phải làm sao? Mẹ hãy nói đi, mẹ hãy nói đi. Chuyện thế nào mà khủng khiếp làm vậy? Chuyện kể rằng một hôm có sứ giả triều đình đến đặt mỗi làng theo chiếc áo cho hoàng hậu mặc trong lễ tân phong. Hai làng theo cùng một lúc, đúng hạn đem về triều đình để nhà vua và hoàng hậu chọn một trong hai. Vậy thì có gì lạ đâu, thưa mẹ. Nhưng đây là sĩ diện của cả làng nghề. Một năm sau, sứ giả đến gặp ông cố ngoại con để đặt thêm áo cho vua mới đăng quang. Cả làng nghề ở chân núi phía tây vô cùng hoan hỉ, vì chỉ có làng nghề ông cố ngoại con được tín nhiệm. Không ngờ làng nghề đông âm thầm theo áo long bào vào đúng hạn. Nhà vua đã chọn áo của làng đông vì đôi mắt rồng hợp ý. Làng đông trả thù nghề, làng tây nhục vì nghề. Ta là như vậy. Chỉ vì thói ích kỷ ganh ghét mà hận thù, mà hận thù cho tới tận ngày nay. Anh biết phải làm sao đây? Anh biết làm sao khi mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Còn cha anh, mẹ em, cô Ngân, còn anh Hoàng, em Lan, anh không tin tình yêu của chúng mình lại phải xa cách. Anh không tin lời nguyền giữa hai làng lại không thể xóa bỏ. Kìa cha, hãy trả lời con đi. Hãy trả lời con đi. Hùng con.
Cách đây ba đời, ông cố nội cha và ông cố ngoại cô Phượng là trưởng tộc hai làng nghề thêu. Nghề thêu hai làng nổi tiếng khắp nơi và thường được các lái buôn ghé lại để mua hàng. Nghề thêu của hai làng là những tinh hoa dân tộc, phát triển nghề thêu càng tốt chứ sao? Không, không đơn giản như vậy. Chiếc áo của ông cố ngoại cô Phượng được chọn vì thần lực đôi mắt chim Phượng, được hoàng hậu và nhà vua rất hài lòng. Chuyện đó thì có gì là lạ? Ông cố nội cha đã thu, tức tôi, uống rượu suốt đêm thổ huyết rồi qua đời. Trước lúc lâm chung, ông lấy máu viết bốn chữ: hãy nhớ thù này. Trời ơi, chỉ có thế mà con cháu đời sau phải khổ. Phượng, bà Phượng, bà hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi biết bà đã vì tôi mà chịu bao cay đắng. Hôm cưới đi bên chồng, bà vẫn mặc chiếc áo tôi thêu dành tặng cho bà. Tôi trân trọng tình yêu của bà đối với tôi từ tận đáy lòng, và thầm cảm ơn người chồng bà đã biết trân trọng tài nghệ của tôi. Tôi hiểu lòng ông cũng đau đớn tột cùng, lấy vợ rồi cũng chẳng được hạnh phúc yêu thương. Áo thêu ông tặng ở làng nghề tới bây giờ vẫn là bảo vật thiêng liêng. Tôi giận mình vì một phút ngã lòng, để đến bây giờ áo thêu rồng lạnh lẽo. Thôi ông đừng nhắc nữa, đó đã là chuyện quá khứ. Giờ ông cần bù đắp cho mẹ con mình. Cha ơi, người cha mà bao năm qua con mới biết mặt, gặp được cha, lòng con vui không kể xiết. Nhưng tình yêu của con với anh Hoàng lại bị chia cắt bởi lời nguyền. Con không biết tính sao, nên lòng đau như cắt. Cha ơi, xin cha hãy cứu lấy chúng con. Anh Hùng, anh Hoàng, chị Lan ơi, em xin mọi người hãy bỏ qua tất cả để hai làng nghề cùng kết tụ những tinh hoa. Đó là báu vật quý của dân tộc ta, đừng để mất đi thứ quý giá đó. Chị Lan, Tiên, chị Lan ơi, em xin chị hãy giúp em. Em yêu Hùng, em không muốn phải rời xa anh ấy chỉ vì lời nguyền cay độc. Chẳng nhẽ chị cũng chấp nhận từ bỏ tình yêu với anh Hoàng như vậy sao? Chị Lan! Tiên! Anh Hùng! Tiên em! Em yêu anh! Em không muốn phải rời xa anh chỉ vì lời nguyền! Anh hãy làm gì đi! Anh phải làm gì đi chứ! Tiên! Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh Hoàng! Anh hãy nói gì đi! Anh đừng im lặng như thế! Chẳng nhẽ anh không còn yêu chị Lan nữa? Anh chấp nhận từ bỏ tình yêu ấy chỉ vì lời nguyền hay sao? Cố chấp! Anh thật là cố chấp! Anh Hoàng, tình yêu của em đối với anh không bao giờ thay đổi. Nhưng em không thể rời xa làng nghề. Em xin anh hãy nghĩ lại. Lan, anh không thể phá bỏ lời nguyền. Anh không thể mang tội bất hiếu với tổ tiên. Anh không làm được. Anh Hoàng, chúng ta là thế hệ trẻ của đất nước, phải có trách nhiệm đưa nghệ thuật thêu ra với thế giới bên ngoài. Tôi tin rồi anh sẽ hiểu. Thầy Nam, chị Phượng, các con của chúng ta đang đối diện với biển tình yêu hay biển hận thù. Ta phải làm gì cho con cháu mai sau? Các con ơi, bao nhiêu đổi thay nghìn trùng xa cách, đời là bến mê, còn nghề là bến tình. Mãi theo đời những bước chân vô định,
còn lại nghề trả máu về tim. Các con ơi, mong sao bé oan lấp đi đầy. Chắp tay xin tổ tiên tha thứ, xin các bậc sinh thành hãy nghĩ đến tương lai, xóa bỏ lời nguyền cho hai làng đoàn. Bà Ngọc, bà có nghe thấy không? Các con chúng ta đang quỳ lạy xin tha thứ, hóa giải lời nguyền. Quê hương ta đã có nhiều đổi mới, con cháu chúng ta vẫn tâm huyết với nghề, mở lại xưởng thêu, hợp tinh hoa của làng Đông và làng Tây như bức tranh rồng phượng. Chúng ta hãy xóa đi những buồn đau của quá khứ để mở đường đi tới tương lai, thả đom đóm hóa giải lời nguyền cho chính lòng ta. Ánh đom đóm sẽ tỏa tan thù hận để con cháu hai làng xích lại gần nhau. Tôi với bà lại được mỉm cười nơi chín suối để bức tranh cuộc đời sống mãi với thời gian.